Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bado Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị về cái cách khắc phục cái hiện tượng mà phô giá giày trên những cái dòng Rico 2025 trở lên. Thì nó có cái hiện tượng là mực nó sẽ không có bám chắc vào trong tờ giấy. Thì cái nguyên nhân của nó là nó sẽ khác với cái dòng 1025, một dòng 1025 đối với cái hệ cái bộ sấy nó thì cái lô sấy của nó ở mức độ nó dày hơn và cái nhiệt độ nó giữ ở mức nhiệt độ ổn định hơn, nên khi mà máy đối với các bạn mà sử dụng cái dòng máy Rico 1025 thì nó sẽ khi phô ra những tờ giấy bìa thì nó sẽ cái độ chín mực của nó rất là tốt và nó sẽ bám chắc vào trong tờ giấy. Nhưng còn đối với những cái dòng 2025 hoặc là những cái dòng Savin 4025 hoặc là những cái dòng cao cấp hơn thì cái lô sấy của nó ở mức độ rất là mỏng, tại vì mục đích của nó làm là khi mà nó dò nhiệt thì luôn luôn mỏng nó sẽ dò nhiệt nhanh hơn và nó sẽ khởi động máy nhanh hơn, do đó là tốc độ khởi động máy của những cái dòng Rico 2025 hoặc là những dòng cao hơn thì nó sẽ có khi bật máy lên là nó đã khởi động xong. Do đó thì những cái nó sẽ có nhược điểm là phô trên giấy dày thì mực nó sẽ không có bám chắc vào trong cái tờ giấy, nó sẽ ra cái hiện tượng khi mà dùng tay chà nó sẽ bị lem. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách cài đặt cái chế độ phô giấy dày ở sử dụng khay bát để cải thiện cái tình trạng trên nhé. Đây là mình sẽ làm sẽ chỉ cho các bạn về cái trên những cái dòng máy Savin 4025 ha. Đối với máy photo mà nó có hiện trạng đó thì các bạn còn một cách duy nhất đó là sử dụng khay bát để mình cài chế độ giấy dày để mình thực hiện. Thì cái cách cài giấy dày thì nó có hai cách như sau. Cách thứ nhất, các bạn vào trong cái user tool nè, cho đây nha, bạn vào trong user tool, các bạn vào trong system setting thì ở phần trên đây nè các bạn sẽ thấy là jpiper setting, các bạn vào trong phần click vào jpiper setting thì các bạn bên đây nó có cái dòng net xuống thì các bạn chọn net xuống này nha, thì ở đây nó có cái dòng khay bát thì các bạn chọn vào khay bát, thì ở đây khay bát ở đây thì nó sẽ có các bạn chọn tới ở chế độ thick paper. Đây nè, thick paper tức là cái chế độ này, tức là ở chế độ dày nha. Nó có rất là nhiều chế độ nhưng mà mình đang chọn ở chế độ dày. Mình chọn vào thick paper và các bạn bấm ok. Ha, rồi các bạn thoát ra. Thì ở đây các bạn sẽ thấy ở trên đây nè, nó sẽ hiện ra cái chữ là bát thick paper, tức là đây ở chế độ giấy dày cho chúng ta thực hiện. Đây là cách thứ nhất. Tuy nhiên nó sẽ có một cái, nếu mà chúng ta cài cái này cài theo ở chế độ vào trong user tool á, thì nó hiện mặc định là khi ở khay bát á, thì nó sẽ thực hiện mặc định là nó sẽ chạy toàn bộ giấy dày, nó luôn chụp ở chế độ giấy dày ha. Do đó là mỗi lần mà muốn khi mà chụp xong giấy dày thì các bạn sẽ vào, các bạn xóa lỡ nó đi thì các bạn cũng vào trong user tool ha, các bạn vào setting lại paper chai setting, rồi sau đó các bạn net xuống thì các bạn cũng chọn cái bát, thì các bạn chọn về no display thì để nó chạy ở chế độ bình thường ha, giống như cài đặt mặc định của máy, sau đó các bạn bấm ok và các bạn thoát ra. Là khi đó là nó sẽ hiện lại mặc định là ở đây là nó là bypass. Còn đối với cách thứ hai á thì các bạn sẽ làm như sau. Thứ nhất, các bạn chọn vào khay bát ha, sau đó các bạn bấm enter. Thì khi này nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Thì ở trên này nó có cái chế độ là thick paper ha. Các bạn nhìn thấy đây nè. Đây là có chế độ thick paper, các bạn chọn vào thick paper, các bạn bấm ok. Thì các bạn khi đó các bạn sẽ thấy ở đây là nó đã ra cái hiện là chức năng là bypass thick paper, tức là nó vẫn ở chế độ giấy dày. Tuy nhiên có một cái ưu điểm, tức là khi mà các bạn chọn thế này thì các bạn muốn lưu cái chức năng này ở vào trong cái máy để chúng ta thực hiện những cái lần sau, thì các bạn chọn vào trong chương trình program ở trên đây nè, các bạn chọn chương trình vào trong program. Thì các bạn sau đó các bạn phải đặt ha. Sau đó các bạn sẽ đặt tên nha. Chúng ta sẽ vào trong cái thằng Rewriter, các bạn vào trong phần Rewriter ha. Sau đó các bạn chọn tới cái mục các bạn cần để lưu. Ví dụ đây là mình đã lưu tới cái phần số 7 rồi thì bây giờ mình sẽ chọn phần số 8. Các bạn lưu, ví dụ như các bạn lưu ở chế độ giấy dày thì các bạn sẽ chọn ở chế bạn các bạn sẽ lưu và các bạn sẽ đánh vào là chữ giấy dày để cho khi mà các bạn vào các bạn sẽ thấy. Các bạn vào các bạn sẽ hiểu được là cái đó là ở chế độ giấy dày ha, sau đó các bạn bấm ok. Thì khi đó ở cái mục số 8 này nè là nó đã chọn ở chế độ. Tuy nhiên khi mà các bạn trở về mặc định ha, các bạn bấm thì cái
cái ở cái bypass này nó vẫn về mặc định bypass như cái theo mặc định của máy ha. Còn khi mà các bạn muốn chọn muốn thêm các bạn khi mà trong quá trình các bạn cài đặt xin lỗi trong quá trình các bạn chạy các bạn muốn bấm vào cái giấy dài chạy chúng ta không vào trong cài đặt nữa thì các bạn chỉ cần bấm vào trong chương trình RORAM và chúng ta chọn ở cái mục số 8 mà chúng ta đã lưu giấy dài thì khi đó là nó sẽ hiện ra cái phần là bypass này ha. Rồi để mà các bạn muốn xóa cái lúc các bạn không muốn cài đặt, nếu mà các bạn không muốn cài đặt này nữa các bạn muốn xóa thì các bạn nhấn vào nút delete ha. Sau đó các bạn chọn tới cái giấy chỗ giấy dài các bạn bấm Z thì khi đây chỗ này nó sẽ là no register tức là nó trở về mặc định ban đầu ha. Đây bây giờ cái giấy dài nó hết ha. Đó là hai cách mà mình chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về thực hiện cài đặt ở chế độ giấy dày cho Keypad để chúng ta khắc phục cái tình trạng khi phô giấy dày trên những cái dòng máy Ricoh 2025 hoặc dòng cao cấp hơn, ở với những cái dòng máy mà ở cái lưu lô nó mỏng hơn, nó sẽ khắc phục được hiện tượng là mực sẽ nó không bám chắc trên trên giấy đối với phô giấy dày. Nếu các bạn và các anh chị cảm thấy video này có hữu ích thì các anh chị hãy share để cho mọi người cùng theo dõi và nhớ đừng quên bấm like video để ủng hộ tinh thần cho video. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông khi mình chia sẻ những video mới lên thì các bạn và các anh chị là người nhận được thông báo và theo dõi những chia sẻ của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn thành công và ngày càng phát đạt trên công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.